Tiền tôi cũng bỏ ra tôi mua, kiếm đồng lời vài ba triệu trả tiền lính tiền lúa cho. Còn anh bắt anh ủng của người ta, hốt của người ta không khác nào anh nụ nó đi cấp cạn, cấp giật của người ta. Thấy không? Cái này nó bức xúc lắm mới nói, biết bao nhiêu năm rồi. Điện mấy anh á, không thèm bắt máy. Đó. Năm này qua tháng nọ mấy anh than khổ. Khổ gì phải khổ mới làm cu ly thợ hồ nữa kia, anh nói khổ tôi cũng chịu, tôi cũng bỏ qua nữa. Còn khổ các cơ sở anh càng ngày càng mở rộng lớn, mấy anh là đại gia, dân có tiếng trên xã hội. Khổ là khổ cái gì? Khổ là đi bốn chỗ. Khổ làm sao? Thì tôi không có nói nhiều, thì anh em là lớn hết trơn rồi, tôi cũng giữ sự diện của anh. Thì mấy anh nghĩ sao á, hiểu sao thì cứ hiểu, chơi cho đẹp đôi nha. Cứ để anh em ít lòng á, buồn phiền kỳ lắm. Tôi ở đây thì ít có nói nhiều lắm. Để lâu nó nhiều nó mệt lắm rồi. Người này cộng người kia cũng ra số tiền có tỷ chứ không ít đâu. Anh tính năm 1 tỷ đối với như người ta có tiền khác. Như tôi nãy kia 1 tỷ một năm tôi xây ra đẻ biết bao nhiêu số tiền rồi. Đó, tôi gồng gánh anh tính đi. 1 tỷ bạc một năm đẻ có quy tiền lợi như bạc 5 phân đơn tháng đóng 50 triệu, 5 600 triệu mấy anh đóng 2 năm đẻ mẹ lên 1 tỷ mấy rồi. Rồi tiền lời cái dùng lời đổ là gặp tôi mà không có tiền đi hỏi tiền vay mà hỏi nãy kia chứ. Giờ này cắm đầu vô tường chết luôn á. Nghĩ mấy anh bán gà mấy anh lợi nhiêu, con nhiêu. Gà mới chịu bạc mấy anh bắt gà anh không trả tiền ta luôn, ủm luôn nguyên cái. Ba anh mấy anh bắt được bao nhiêu con gà mấy anh thiếu người ta. Dù phải anh bắt 100, 200 con gà. Còn mới có bắt 2, 3 con, 3, 4 con, 4, 5 con. Con đầu trả tiền, con sau kêu chuyển. Tem đi đá, mấy anh làm quen xong đã, mấy anh kêu đá chuyển tài khoản. Rồi cuối cùng đá ăn xong cũng trả tiền. Rồi thua xong cũng trả tiền. Rồi ăn xong, dụ mấy anh có ăn rồi cũng về cũng nói rồi thua nữa này kia. Tôi không biết mấy nghĩ anh sao, cái miệng của anh sao nói sao không lật lưỡi vậy. Tôi nói lưỡi không xương lắc lường có léo gì nè. Nói có nào nó thục lưỡi, nó không đúng có nào nó thục lưỡi. Có làm sao nói vậy đi. Thì tôi nói rồi á, hôm nay cũng làm tiếp rồi cũng đợi đến mấy anh mà thiếu tiền gà này kia đó. Cũng trả. Thì đừng trách sao. Mấy anh em chia sẻ rộng nữa nha. Đừng trách sao tôi đưa lên Facebook nha. Vợ con này kia đó, cơ sở này kia cũng có á. Nó không chạy thằng nào hết trơn á. Mình cho người qua tới nhà lấy luôn nữa. Đó. Chứ không phải mà anh mua gà, anh muốn làm gì đá, nó đã thua than khổ này kia. Khổ mới khổ gì. Nó thiếu nợ người ta, mà không trả. Làm ăn ngóc đầu lên nổi đâu, nó thiệt. Cái gì nó cũng vậy. Trừ khi mình không có tiền á, mình mượn người ta vốn làm ăn này kia còn được. Còn này mấy anh chơi cờ bạc nghèo bà cậu, mấy anh chơi ăn giật người ta luôn, mua gà không trả tiền. Có ăn giật không à. Phải như mấy thằng xì ke hút chích này kia ngoài đường quả quá làm bậy á, mình không có nói, không trách móc được. Còn mà anh có dân có số má này kia trên cộng đồng mạng hay này kia trên xã hội này kia cũng chủ cả không, anh chơi kiểu đó thấy chơi lầy quá. Uy tín mấy anh đâu, lúc mà anh còn tiền vậy, lúc mà anh không có tiền anh nói ai nghe. Nói một người á khổ lúc mà khổ rồi có uy tín á, mượn tiền người ta còn cho. Lúc mà anh có tiền vậy rồi, lúc mà anh khổ rồi đó, anh đi mượn tiền ai cho anh. Lúc mà anh giàu anh nói chuyện còn không nghe lọc lỗ tai, không có uy tín nữa. Rồi lúc anh khổ ai giúp anh? Sao nó sống ở đời á, cái chữ tín là đi đầu, tiền nó đi sau. Quan trọng là chữ tín, nói được thì làm được. Chứ đừng nói chuyện như thằng bà mà lao lẻo. Nói con đường làm nẻo á. Thì thôi, hôm nay làm đi, cũng gửi đến anh em vậy đó, mấy anh thiếu tiền gà đó, anh em chia sẻ. Thì thời gian đừng để tức nước thì dở bờ nha. Tôi đưa lên Facebook hết trơn á, cái này là cảnh cáo lần cuối nha. Chứ không nói nhiều nữa, số tiền quá nhiều rồi. Chứ không phải ít, cộng lại cũng tới luôn này, cũng 1 tỷ ngoài rồi. 1 tỷ là so ra người ta làm ăn biết bao nhiêu rồi. Trong khi suốt cả đời người ta chưa được tới 1 tỷ nữa. Mà anh em cộng tới cộng đuôi đi, người 50, 30, 100, 200 triệu. Chút số tiền đó tính ra không có nhỏ đâu. Hỏi mấy anh em bán gà lợi như bụng, bán gà lợi cái 100 mấy 200 triệu rồi. Gà lợi vài triệu bạc trả tiền lính của gà tôi mua về đây nuôi. Không phải không trả tiền lính hả? Không săn cổ, không cái này kia hả? Em suy nghĩ đi.
anh chơi muốn ủng của người ta không à, chơi muốn giật không, nó thẳng là chơi muốn ăn giật không á, rồi sao chơi lên nổi. Cái nghề mà cậu này muốn chơi ăn giật người ta sao mà anh làm ăn lên được. Tao nói thiếu nợ gốc đầu không nổi đâu, trả đi rồi mới làm ăn lên đó. Rồi xin chào anh em, nhắc nhở vậy thôi đó, anh em nào thiếu cần gà thì cứ tự xử nha, để đưa lên thuốc kỳ lắm nha, lần này lần cuối rồi đó.